Khoa, kỳ này chúng ta sẽ học thêm một tuyệt chiêu để vẽ nữa nha. Đó chính là sử dụng tâm. Bạn hãy vẽ một giỏ hoa trên nền giấy trắng. Tô màu thật nhạt để phủ một lớp sáp lên mặt giấy. Sau đó ta dùng tâm vẽ thân lá, nhị hoa, các đường gan giỏ. Cuối cùng tô màu đậm lên trên, tô nhị hoa, cánh hoa, lá và giỏ hoa. Tâm sẽ xóa đi lớp sáp bên dưới, tạo những đường kẻ và lớp màu phía trên không phủ lên được. Xem giỏ hoa của chúng ta đẹp chưa nè?